Katana xin kính chào tất cả các bác. Đấy, rất lâu rồi bên mình mới ra một cái video về cái kéo bonsai, bởi vì nhiều bác hỏi cho nên là đợt này mình lại về một cái hãng gọi là hãng Suwada các bác nhé. Bác nào mà chuyên về bonsai thì sẽ rất hiểu về cái hãng này rồi đó, nhưng mà bác nào mà chưa hiểu thì ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu qua một số cái dòng của hãng Suwada nhé. Suwada thì là một cái hãng mà sản xuất kềm chuyên dành cho bonsai rất lâu đời của Nhật Bản và rất là nổi tiếng, và họ làm thủ công các bạn nhé. Cũng như là bên mình là nhập những cái dòng này là hoàn toàn là nhập đồ mới chứ không phải là hàng bãi đâu các bạn nhé. Cho nên là các bạn nếu như muốn trải nghiệm những cái dòng mà kéo bonsai cao cấp đến từ Nhật Bản thì các bạn có thể trải nghiệm cái dòng Suwada này các bạn nhé. Ok, từng chiếc một đó. Thực ra thì mình cũng chưa phải là một dân quá là chuyên nghiệp trong ngành bonsai đó, cho nên là trong quá trình mình giới thiệu thì chủ yếu mình giới thiệu cái hình dáng của những cái dụng cụ này là chính. Còn lại nếu như các bạn nào mà biết về những cái dụng cụ nào thì các bạn nhớ comment phần dưới để anh em mình trao đổi học hỏi lẫn nhau nha các bác nhé. Mình còn phải học nhiều lắm. Đây, đầu tiên là kéo, đây là nó là kéo bonsai đây. Đó, thì mở hộp từng chiếc một cho các bác nhé. Đó, kéo bonsai. Đấy, trong này thì nó có chắc là có cái giấy hướng dẫn sử dụng à. Đấy, Suwada này đây. À đây, công ty Suwada thì được thành lập từ năm 1926 nhé các bác nhé. Đấy. Rồi, cơ bản thì là họ chú ý cách sử dụng đây, bởi vì những dòng mà gọi là gì nhỉ? Những cái dòng mà dụng cụ bonsai này thì thường là sẽ là làm thủ công, và cũng như là cái phần thép của nó là thép rất là tốt. Chính vì thế cho nên là thường họ sẽ phải chú ý các bạn là khi mà sử dụng xong thì nhớ phải lau chùi sạch sẽ này, không để nước này, bởi vì để nước là nó vẫn có khả năng bị dỉ sét nhé các bác nhé. Và ngoài ra thỉnh thoảng là vẫn phải thêm dầu vào các bộ phận, các khớp của nó để cho kéo nó được trở nên trơn tru. Lúc nào chúng ta cũng dùng một cách rất là trơn tru tất cả những dụng cụ này đấy các bác nhé. Rồi, đầu tiên là chiếc kéo. Wow. kéo bonsai, kéo cắt cây đúng không các bạn? Cái kéo này thì đây mình cầm để cho các bạn xem này. Thực ra kéo, những cái dòng kéo này của Nhật thì phải nói rằng là câu chuyện là như này này, trông những kéo này rất là đơn giản quá, công nhận không? Nhưng mà cái từ bonsai ấy, lại phải quay lại nguồn gốc của từ bonsai. Nguồn gốc của từ bonsai là bon tức là cái đĩa, sai tức là sao đấy các bạn, bon là cái cây, sai là cái đúng rồi, bon là cái đĩa, sai là cái cây đó, cái cây trên cái đĩa thì gọi là bonsai. Cái từ bonsai là xuất phát từ tiếng Nhật đúng không ạ? Thì chính vì thế cho nên là những cái đồ dụng cụ mà gọi là gì Nhật làm bonsai của Nhật thì rất là nổi tiếng luôn. Ở đây nhá, ở đây nó có ghi chữ Made in Japan rồi, các bạn thấy không đó. Và đây là cái logo của hãng Suwada này đó, rất là chỉn chu luôn. Và cái kéo này thực sự luôn, nó rất là sắc. Rất nhiều bạn trong cái quá trình mình kinh doanh những cái đồ dao kéo của Nhật này này thì rất nhiều bạn hỏi mình là có kéo bonsai không, mặc dù rõ ràng nhá, những cái kéo này của Trung Quốc nhá là có, các bạn có nhận không, là có. Thế nhưng mà dân chuyên về bonsai thì vẫn cứ thích kéo của Nhật thôi. Và theo như mình tìm hiểu thì tại sao mọi người thích kéo của Nhật thì mọi người kêu là nó sắc và cắt cây nó không bị như kiểu hại cây này, rồi thì là nó không bị gọi là gì, cảm giác cầm nắm rất là thích này đó. Cho nên là mọi người rất là ưa chuộng những cái dòng kéo bonsai của Nhật các bác nhé. Đó, chứ không phải là tự nhiên mà cái dòng gọi là gì nhỉ, bonsai, kéo bonsai của Nhật mà lại mặc dù rất là đắt thế nhưng mà lại rất nhiều người thích, các bác công nhận không? Đấy, ok, mình cứ để như này nhé cho các bạn xem. Tiếp theo này, đó, đây là một chiếc kéo cắt cỡ đại luôn. Đấy, kéo cắt cành à, cỡ đại 20mm, 200mm là tương đương 20cm, 200mm. Wow, kéo này có phải kéo cắt cành không các bác? Suwada này, Made in Japan này. Wow, trông lạ nhỉ, trông như kiểu kéo này không phải kéo cắt cành các bạn ạ, kéo này là kéo cắt dây uốn. Sorry các bạn nhé, kéo cắt dây uốn dài 20mm đúng không ạ? Bác nào biết về bonsai thì nhớ comment cho mình nhé. Wow, kéo cắt dây uốn cũng Made in Japan này. Đó, và Suwada này. Wow, hay thật sự luôn. Đấy, các bác thấy nó
thấy gọi là người ta tỉ mỉ không, tỉ mẩn không? Mấy cái hãng của Nhật cái gì cũng có thể gọi là nghĩ được. Tiếp theo là kéo cắt Kobukiri 210mm. Kobukiri là cái gì đây, mình mở cho các bạn xem nào. Trời ơi, kéo cắt Kobu, à kéo này là kéo cắt mấy cái mắt cây đúng không các bác? Đây, kéo cắt mấy cái mắt cây đây để đục cái phần mốc đi, đục cái phần mà bị gọi là thối đi này ở trên thân cây. Đó, cái này thì mình đã từng nhìn ở trên video rồi. Đây là review cho các bạn thôi, review cái dụng cụ thôi, chứ còn bác nào mà biết cái kéo này rồi thì rất là biết đúng không? Đây, nó như kiểu hai cái thìa khoọc vào nhau ấy, khoọc vào nhau phát. Đấy. Thì bác nào mà kiểu gọi là cắt hay tỉa cây, tỉa cành thì chắc chắn là sẽ dùng cái kéo này nhiều. Đó, Kobukiri. Đó, tiếp theo. Đây là gì đây? Đây là nó gọi là kéo cắt nhánh á. Kéo cắt nhánh 205mm, tức là 20,5cm. Đây. Ui. Trông cành vui vãi. Các bác công nhận không? Trông thật sự là vui luôn. Đó. Đây. Các bác thấy không ạ? Kéo cắt cành. Nha, made in Japan nha, Suwada nha. Đây, cái lưỡi của nó này. Đùa thật sự luôn, cái lưỡi này để làm mình thì mình nói cắt cành nhưng cắt kiểu gì thì mình cũng chưa hình dung ra được. Thì tí nữa mình phải search gọi là gì nhỉ, YouTube xem. Để xem là Kobukiri là cắt cái gì và cắt như thế nào nhá. Thì mình sẽ review cho các bạn nhé. Đó. Cái này thì bác nào chuyên nghiệp. Thực ra nhá, mình gọi là search thì mình biết thôi, chứ còn nói thật với các bạn là khi mình đã xác định, khi mà mình review cho các bạn, cho các bác, tức là gì nhỉ, show lên trên video cho các bác như này rồi thì khẳng định luôn là những bác chuyên nghiệp thì nhìn phát là biết. Đúng không ạ? Không phải gọi là mình giới thiệu quá nhiều. Tiếp theo, kéo cắt rễ Nekiri 210mm. Nekiri. Đây. Đó. Xời ơi. Nó cứ gọi là đỉnh cao. Đó. Wow. Cái này thì không phải là cái thìa nữa, mà là bởi vì cái phần này nó không quặp vào trong này, cái phần này không quặp vào trong. Đó, đây, Nekiri các bác nhá. Cái này thì mình nghĩ là những ai phải thật sự là dành cho những bác nào mà bán cây như kiểu cây hàng trăm triệu, đúng không? Hàng chục triệu, hàng trăm triệu thì xứng đáng có những cái bộ dụng cụ như thế này. Nói gì nói chứ người Việt mình rất thích cây, rất thích cây cảnh, các bác công nhận không? Cây cảnh nói chung và cây xanh nói riêng. À, cây xanh nói chung và cây cảnh nói riêng. Đó, rất thích. Chứ không phải là cái gì nó ấy đâu. À, gọi là gì nhỉ? Lạ lẫm với cả mọi người cả. Rất thích luôn. Tiếp theo nhá. Nó là chiếc gì đây? Chiếc này cũng là kéo cắt cành cỡ nhỏ. Đó, kéo cắt cành cỡ nhỏ nhá. Thì đây, dụng cụ nó sẽ như này. Đó. Wow. Kéo cắt cành cỡ nhỏ này là 18cm nhé, 180mm. 180mm nhé. Đây. Đó. À, kéo vừa đấy là kéo cắt cành cỡ to, các bác thấy không? Đây này, cái dụng cụ này, nó là cỡ to. Đó, còn cái này nó là cỡ nhỏ hơn. Đó, 18cm nhá, 180mm. Cầm này trông này. Xinh nhỉ? Ôi đùa, nếu mà mình mà là dân bonsai chuyên nghiệp thì chắc chắn là mình phải sắm những cái bộ như này. Thề luôn với các bác luôn. Nhìn thích vãi trưởng. Đấy. Kangwari. Kangwari là cái gì đây? 270mm. Ok. Ui. To ịch luôn. Đây. Xem là cái gì nào. Các bác comment cho mình xem Kangwari này là để làm gì nhá. Mình chưa hình dung ra được lắm. To lắm. Này, trông này. Wow. Trông cái như cái kìm ấy. Cái này là như kiểu tách thân ấy đúng không? Kẹp để tách thân.
thăng hoa đi. Hoa đi có nghĩa là chia sẻ ra, còn thăng thì là cái phần nào của bộ phận nào của cây thì mình chưa nghĩ ra được. Đó, mình cũng sẽ phải nghiên cứu cái con kéo này phát. Đẹp nhở, đẹp thật sự luôn. Cầm thích lắm ý các bạn. Thích thật sự luôn. Đấy. Thực ra thì mình không phải là dân, mình nhắc lại nhá, mình không phải là dân chuyên. Đó, thế nhưng mà khi mà mình liên hệ với cả hãng ở bên Nhật, và là bởi vì là bên khách hàng của Katana rất là nhiều bác muốn xem những cái dòng kéo, bên mình là chuyên giao kéo của Nhật mà đúng không? Thế thì nhiều bác rất là muốn xem những cái này. Đó, cho nên là rất muốn mua những cái dòng mà kéo bonsai. Thế cho nên là mình mới liên hệ. Thì đây, có những cái dòng như thế này thì mình cũng học hỏi dần, và mình nghĩ rằng là trong thời gian tới sẽ có rất là nhiều người nhá. Bởi vì khi mà xã hội phát triển mà người ta có điều kiện về kinh tế đúng không, thì rất nhiều người sẽ bắt đầu gọi là sở hữu cho mình những cái chiếc dụng cụ như này, rất là đẹp luôn. Đây nha các bạn nhá. Đó, đẹp chưa? Kéo này là kéo cắt gì đây? Chắc là cũng kéo cắt cành, cắt cây đúng không các bác? Đây. Bao phê luôn. Đó. Rồi, và chiếc cuối cùng Suwada. Kinh nhờ thành lập từ năm 1926, tức là đến nay đã được bao nhiêu năm rồi các bác nhỉ? 2000. Ui, gần 100 năm luôn. Gần 100 năm luôn. Thật sự. Đấy, mình rất nể mấy công ty của Nhật nhé. Tức là người ta duy trì. Đây. Kéo. Kéo này cũng là kéo cắt cành đây đúng không? Nó ghi là gì đây? Asinaga Bonsai Hasami. Đấy, tức là dành cho kéo bonsai mà chân dài. Trường, đây này, túc trường. Thì mình cũng chả hiểu. Chả hiểu luôn. Các bác comment cho mình xem cái này cắt cái gì nhá. Uầy, ok không? Các bác thấy nào? Tuyệt vời không? Đấy, nó có những cái dòng sản phẩm như thế này đây để giới thiệu. Bác nào biết về bonsai thì các bác comment nhá. Đó, còn bác nào chưa biết thì để đây là cái video để mình giới thiệu cho các bác biết. Đây là chưa phải là hết đâu nhá. Chưa phải là hết đâu, nhưng mà một phần những cái dụng cụ bonsai rất là nổi tiếng của đất nước Nhật Bản. Để cho các bác thấy rằng là một thế giới về bonsai, một thế giới về dụng cụ bonsai cực kỳ chất lượng luôn. Ok, các bác cứ comment nhá, và bác nào mà muốn biết giá sản phẩm thì các bác cứ comment ở dưới nhá, tại vì những cái dòng này là mới, mình cũng lên cho nó nóng hổi cho nên là mình cũng chưa lên được giá. Có gì thì mình sẽ lên dần giá, và mình sẽ gắn link ở cái phần mô tả nha các bác nhá. Ok. Rất là mong các bác tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là subscribe kênh này, cũng như chia sẻ cái video này tới những bạn bè anh em mà chơi bonsai nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Bye bye.